Sáng 20 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 19 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 116.523 liều vaccine COVID-19, nâng tổng số liều vaccine được tiêm trong đợt 5 đến nay là hơn 4,17 triệu liều. Như vậy, qua 5 đợt tiêm vaccine COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm tổng cộng gần 5,2 triệu liều, trong đó hơn 100.000 người đã được tiêm mũi 2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay cũng đã có 612.325 người tiêm vaccine COVID-19 Verocell của Sinopharm. Trong hai ngày 16 và 19 tháng 8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn AstraZeneca đã bàn giao cho Việt Nam tổng cộng 2,3 triệu liều vaccine COVID-19 theo hợp đồng với Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Chiều 19 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm trao đổi với Giám đốc điều hành tập đoàn AstraZeneca, ông Pascal Soriot, đại diện tập đoàn này. Bên cạnh những nội dung xoay quanh việc tiếp cận vaccine COVID-19, hai bên cũng thảo luận về tiến độ các chương trình phát triển bền vững và sức khỏe cộng đồng của AstraZeneca tại Việt Nam, nằm trong những nỗ lực của công ty nhằm giảm thiểu các bệnh nhân truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, đóng góp toàn diện cho đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất và mong muốn AstraZeneca xem xét trao đổi với các nước khác để được vay, nhượng lại số vaccine COVID-19 hiện chưa có nhu cầu sử dụng, đồng thời xúc tiến các hợp đồng vaccine dành cho trẻ em và người dưới 18 tuổi, những người có nguy cơ cao, có bệnh nền. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.